Đeo khẩu trang hả? Hôm nay mình sẽ biểu diễn một màn test COVID. Bác sĩ y tá kiêm trưởng khoa Mạc Thị Thanh Thối. Và hôm nay rất vinh dự được ông được bà trưởng khoa ngoài mũi làm nhanh nhé. Gọi cái nhìn này, nhìn ngồi im chưa? Ấy nhanh mà đừng có ngoáy lồ quá. Nghe ông hấn lên là sao, có cái gì đâu mà. Ngồi im. Ê, bình thường thả lỏng anh kia, thả lỏng cháu cái gì. Nào. Ui, cái gì đang ngồi dở đấy. Ui giời, ngoáy dứt khoát ra là đáng ghét. Người ta đưa từ từ vào, xong rồi người ta ngoáy. Ý nhìn bố ơi. Ừ. Ý đứng xa làm ngồi kìa. Xong chưa? Ý ngoáy không? Nhanh lên. Đấy, ý đứng còn cố rồi. Sợ anh đi nè, anh nặng y đi. Bên bước thẳng vào đấy rồi, chưa được đâu. Mẹ ngứa thế. Chảy hết cả nước mắt rồi. Chị... ngoái không? Đấy là gì, nó có sợ gì đâu bố. Mày, mày cho xa. Ôi ngứa mũi. Chị ai lần. Chị đúng rồi. Cái này sợ ngoáy mũi. Ừ đấy, chị sợ, bố mày sợ. Màn ngoáy mũi này. Ui, ngứa mũi này. Rất là vất vả bà con ạ. Đấy. Đấy, bây giờ sau đây sẽ là kết quả test COVID. Đó, thật sự là sở thích của mình là được ngoáy mũi bà con ạ. Nhưng mà hôm nay do là mũi hôm nay có vẻ hình như là thay đổi thời tiết, cho nên là cảnh ra đang cái hiện tượng ngứa mũi ngoáy vào này, khi mà cho cái đầu kia vào chọc vào là nó buồn đấy. Một phần là do cô y tá cố tình nhổ mất một cái lông mũi của mình, cho nên là nó đã báo lỗi đấy, hệ thống xử lý chip lão hoạt động xử lý là báo về lỗi là mất một cái lông mũi. Mẹ giờ nó bắt đầu đấy. Bây giờ nó mới ra nhiều dịch nhờn. Hai bà con nha. Đây là trưởng khoa ngoáy mũi và hai cô y tá xinh đẹp. Đây. Đang xử lý màn test COVID cho một anh nông dân. Nói chung là quan điểm là mình được cái là bất tử từ cái lúc nó mới có chương trình dịch bệnh. Đến bệnh giờ là 19. Mình chưa được bị COVID, cho nên là cũng chưa biết cái cảm giác bị như nào. Hôm nay test thử xem là đã dính chưa. Được chưa? Ok. Đâu? Ồ, được thôi anh ạ. Dính. Hôm nay là test thử xem là mấy vạch nhỉ? Sao mờ đấy? Có sao mờ đấy nhỉ? Sao nó mờ mờ nhỉ? Mờ đâu? Em ra chạm vào màn hình cho lấy nét cái nhỉ? Chạm vào cái hình que thử thai. Đấy, chạm màn hình que thử thai này. Ấn vào đây, ấn đúng màn hình rồi. Rồi giấy trắng ấy. Đấy rồi. Ủa, cái này là có thai chưa nhỉ? Thai rồi. Làm gì đây? Không. Sao mờ đây? Cứ bằng cái máy của mình, điện thoại của mình, đây là cái dòng iPhone 13 Pro, cho nên là cái phiên bản mới nhất nó chưa cập nhật được độ LED bà con ạ. Thôi, chưa cập nhật được độ LED cho nên là nó hơi mờ tí. Như này có thai chưa bà con nhỉ? Hôm nay nghe giọng hơi khác cho nên là
có tí thử thôi nhá bà con nhá, yên tâm là nói chung là súng là vẫn khỏe nhá, vẫn chiến đấu được. Đây lấy lét kiểu gì này, thôi rồi một vạch hơi mờ mờ thôi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại nhá. Xin chào. Đây là Văn Hiệp và cô y tá xinh đẹp của mình.